Dạ rồi, thì ở cái clip thứ hai này mình cũng sẽ nói thêm những cái tin tức mà mình thấy nó đáng chú ý để cho anh chị các bạn có thể tham khảo nha. Thì ngoài cái những cái đợt rút thăm đặc biệt của hệ thống Express Entry, thì cái tin tức ngày hôm nay nó sẽ liên quan cái việc là những cái bạn lao động nước ngoài tại Canada, những cái bạn mà đang giữ cái work permit đó, sẽ có cái cơ hội là được đi học và đi học toàn thời gian, nó không có bị giới hạn về cái khóa học giống như là trước đó nữa. Bởi vì trước đây á, nếu mà mọi người đi sang Canada làm dưới cái dạng work permit thì mọi người chỉ có thể đi học những cái khóa mà thường thường là dưới 6 tháng thôi. Còn hiện tại thì cái luật nó đã thay đổi, chính phủ Canada sẽ có một cái chính sách tạm thời kéo dài trong vòng 3 năm, bắt đầu từ ngày 27 tháng 6 năm 2023, kéo dài 3 năm ha, tới năm 2026. Thì dành cho những cái bạn mà foreign worker, lao động nước ngoài tại Canada, chỉ tạo điều kiện cho các bạn có thể đi học những cái chương trình học dài hơn đó, và không cần phải xin những cái giấy tờ khác giống như là study permit đó. Thì mình thấy nó cũng hay, nó cũng giúp ích cho những cái bạn mà đang làm việc tại Canada. Nếu mà mọi người có cái ý định là đi học để mà cải thiện cái điểm CIS, học xong thì kiếm cái bằng xong rồi có thể là sẽ giúp cho mọi người tăng cái tỷ lệ ở lại của anh chị các bạn nhiều hơn đó, so với cái việc là chỉ đi làm. Tuy nhiên thì anh chị các bạn cũng cần phải đóng học phí, mình nghĩ là như thường lệ thôi. Và cái học phí của du học sinh tại Canada thì nó không có hề rẻ nha mọi người. Nó lúc nào nó cũng phải gấp 3, gấp 4, 5 lần so với những cái người mà bản xứ. Thì như giống như mình nè, như mình hiện tại là mình là bản xứ nè, thì mình đi học một cái chương trình, chẳng hạn như chương trình đầu bếp thì có thể là chỉ mất khoảng tầm 4.000 thôi. Nhưng mà nếu mà anh chị các bạn đi học thì có thể là phải mất đến 16.000, 17.000 chẳng hạn đó. Thì tình hình đó là như vậy, dành cho những cái bạn mà đang làm việc tại Canada, hoặc là những cái bạn mà nộp cái work permit trước ngày 7 tháng 6 nếu mà mình nhớ không nhầm. Thì mình sẽ để thêm cái link ở bên dưới cho mọi người để mọi người đọc tham khảo. Và nếu mà nó chính sách này cứ áp dụng cho anh chị các bạn thì mọi người có một chút gì đó để mà tìm hiểu và thực hiện nếu mà mọi người muốn ha. Ok. Ngoài ra thì cũng liên quan cái việc là chính phủ Canada đang có cái định là sẽ cấp cái Open Work Permit 3 năm dành cho những cái bạn mà có visa H1B của Mỹ. Thật sự luôn. Thì bữa giờ mình cũng 2-3 bữa nay mình cũng đọc rồi, mình cũng thấy là ok, những cái bạn ở bên Mỹ hiện tại, bên Mỹ nếu mà đang làm việc dưới dạng là visa H1B á, để thu hút những cái bạn mà làm trong cái lĩnh vực tech á, làm công nghệ thông tin á, đó, sang Canada để mà làm. Và những cái bạn này sẽ có cơ hội là xin cái work permit 3 năm. Quá sướng. Nhưng mà mình nghĩ đối với những các bạn ở bên Mỹ thì nó cũng không phải là quá hấp dẫn đâu, thật sự luôn. Bởi vì bên Mỹ làm lương cao hơn bên Canada mà mọi người, đúng không? Lương bên Mỹ của tech thì gần gấp đôi Canada, như nhiều cái diễn đàn chia sẻ. Và cái điều kiện sống rồi tất cả mọi thứ ở bên Mỹ thì rất là nhiều người người ta ưa chuộng bên Mỹ hơn so với bên Canada ha. Nhưng mà cũng là một cái cánh cửa cho những cái bạn mà cái H1B nó hết hạn rồi, mà không ở lại được Mỹ, không xin được thẻ xanh, thì có một cái con đường khác, đó là chuyển qua bên Canada làm có cái work permit 3 năm. Tự nhiên cái work permit 3 năm quá sướng luôn. Mọi người thấy không? Trong khi đó du học sinh phải đi học 2 năm trời, phải đóng tiền 20.000 đô, 40.000 đô cho cái khóa học 2 năm. Hoặc có nhiều bạn du học sinh phải học cao đẳng đại học 3-4 năm, tốn biết bao nhiêu là tiền để sau này ra được cái work permit 3 năm. Mọi người thấy không? Đó. Thì mình thấy nó cũng gọi là không có phải là mình sẽ rất là thích cái chính sách này. Tại vì mình cũng đã từng là du học sinh và mình phải đi học, phải cố gắng, phải bỏ tiền ra thì mình mới được cái work permit 3 năm. Trong khi đó những cái bạn mà làm bên Mỹ visa H1B gần hết hạn hoặc là sắp hết hạn thì có thể là có cơ hội xin work permit 3 năm đó. Thì cũng chấp nhận thôi mọi người.
Tại vì nhiều khi những cái bạn đó là những cái bạn mà gọi là nhân tài đó, thì Canada đang cần thì họ tìm cách họ thu hút thôi. Thật sự thì ở những cái diễn đàn người ta cũng nói rồi, những cái chính sách của Canada đưa ra thật sự là phải có lợi cho Canada họ mới làm, chứ không chỉ là những cái bạn du học sinh rồi những cái bạn lao động rồi này kia. Tất cả mọi thứ Canada đang làm thì đương nhiên là phải có lợi cho Canada thì Canada mới làm. Chứ có nhiều bạn lầm tưởng là Canada phải ưu tiên cho du học sinh, rồi phải ưu tiên cho những lao động trong Canada này kia. Nhưng mà thật sự là theo cái quan điểm cá nhân của mình thì những chính sách mà người ta đưa ra sách định cư thì phải có lợi cho Canada thì họ mới làm ha. Ok. Ok, thì đó là một cái góc nhìn nho nhỏ của mình về cái việc cấp cái quốc permit 3 năm cho những cái bạn mà H1B. Ok ha. Thì mình cũng sẽ cố gắng mình để cái link ở bên dưới cho mọi người tham khảo luôn. Nếu mà anh chị các bạn có câu hỏi thắc mắc thì cứ comment, mình biết mình sẽ ráng giải đáp cho mọi người ha. Ok. Cảm ơn mọi người đã theo dõi cái clip và hẹn gặp lại mọi người ở cái clip sắp tới nha. Ok. Bye bye anh chị các bạn.